Rồi câu số 1 này. Anohito kanga, đây là chữ gì đây? Đây là chữ nhuệ, là sắc nhọn, nhạy bén, đúng nhỉ? Đọc là srudoi. Như vậy đáp án đúng ở câu này là đáp án số 3. Nibui là chữ gì các bạn? Đây, chữ chữ độ nhá, nghĩa là kém, cùn này, erai. Là chữ vĩ trong từ vĩ đại. Tsurai là gì nhỉ? Là chữ tân, có nghĩa là đắng cay. Câu 2. Đây là gì đây? Đây là chữ hàm. Fukumareru. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số mấy? Đáp án số 1. Fukumarete. Trong quả chanh thì có rất là nhiều vitamin C đấy. Các đáp án còn lại này. Karamarete. Kara gì nhỉ? Karamu. Là động từ của chữ lạc, có nghĩa là cuốn quýt nhá, dính líu. Umarete có thể là chữ ư mự là gì nhỉ? Đây, đẻ này, sinh này. Kamarete, kamự là cắn, nhai. Tiếp theo 3, 4, 5. Câu số 3 này, đây là chữ phát và chữ triển sẽ đọc là gì nhỉ? Hạt tên. Đúng sẽ là hai. Anh ấy đã nỗ lực để gì đấy, để phát triển cái ngành sản xuất cho đất nước của anh ấy, mẫu quốc. Hatatsu là chữ gì nhỉ? Là chữ phát và chữ đạt. Hatatsu đây. Hakaku là phát giác. Và Hasan là phát tán. Câu số 4. Đây là chữ cân đúng không? Là cơ bắp, đấy, bắp thịt. Thì phải là gì nhỉ? Phải là suji. Bây giờ đánh suji nó sẽ ra này. Đấy. Như vậy đây sẽ phải là đáp án số mấy? Đáp án số 3. Một nhá, fuji là gì đây nhỉ? Fuji là chữ duyên, có nghĩa là viền, ví dụ cái viền cái bát ấy. Haji là cái chữ sỉ, là sự xấu hổ. Và hude là chữ bút, là cái bút. Câu số 5. Đây là chữ giao và chữ gì nhỉ? Giao và chữ thế, đọc là cô tai. Các bạn đúng là mấy? 4. Các đáp án còn lại gây nhiễu thôi. Tiếp theo 6, 7, 8. Chúng ta có câu 6 nhé. Kyūryō bimae nanode saifu no naka wa kouka bakari da. Bởi vì trước ngày có lương cho nên là trong ví toàn là kouka. Đây phải là gì nhỉ? Toàn là tiền lẻ đúng không? Tiền xu. Đấy. Thì phải là chữ ngạnh và chữ hóa. Như vậy đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án số 2. Một là cao giá đúng không nhỉ? Giá đắt, không phải. Số 3 là gì đây? Ngạnh giá không có từ này. Đây là cao và hóa cũng không phải nhé. Câu số 7 này. Kono ryōri wa aji ga usukatta. Usukatta, usui là loãng, nhạt. Vị rất là nhạt, như vậy đúng của chúng ta phải là đáp án số 1. Câu 2 là gì đây? Chữ nồng đúng không nhỉ? Cái này phải là gì nhỉ? Cô cà tờ. Đấy. Côi. Số 3 là chữ chữ hậu là gì nhỉ? Là dày. Atsu cà tờ. Và số 4, đây là chữ toan là chua nhá. Spy. Đấy. Spa. Câu số 8, tai so. Tai so là thể thao. Radio tai so là những cái bài tập thể thao ở trên đài ấy. Câu 1, đây là chữ đối và chữ đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ 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 xào, là quay lại trong từ kurikaesu. Câu này cũng sẽ có bạn bị nhìn nhầm. Đấy, nó không phải là chữ thao. Chữ thao là bộ tay, bộ thủ cơ, chứ không phải là bộ mịch này. Như vậy là một sai cả hai chữ. Hai là thể và thao, đúng rồi. Ba là đối và thao, sai. Bốn là bị sai chữ đằng sau, đúng không? Như vậy câu này sẽ là 2, 1, 2. Câu tiếp nhá, 9, 10 nào. Có câu số 9. Sono sakana wa ningen no karada ni doku da. Đọc là đô cự thì phải là chữ độc đúng không?
Như vậy đúng phải là đáp án số 4 đúng nhỉ? Chữ độc nhá. Cái loài cá đấy ấy, thì có độc cho cơ thể con người. Số 1, đây là chữ gì mọi người? Đây là chữ tội. Sumi. Đây là chữ hại, gai, đúng không? Và đây là chữ tổn, xôm. Câu 10, kê cô. Con người ta thì có cái kê cô, đây phải là chữ khuynh và chữ hướng. Một là kinh hướng này, sai. Hai là khuynh hành. Ba là kinh hành và bốn là khuynh hướng. Vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 4. Con người ta thường có cái khuynh hướng là tránh những cái thứ mình ghét. Tiếp theo nhá, phần gồ kê xê. Nào, ba câu nha các bạn nhá. Câu 11 này, đây là chữ bán và chữ số đúng không? Thì từ cố định của nó là ka, kahansu. Đáp án đúng là số 1, có nghĩa là hơn một nửa. Đấy. Kikai wa kahansu no sansei de sono horitsu wo seiritsu saseta, tức là cái gì nhỉ? Cái ghi cài là cái cuộc họp ấy đấy, người ta đã gì đây, người ta đã thành lập cái luật đó với cái số tán thành trên một nửa, không phải là chữ toàn, không phải là chữ đa hay là chữ tổng các bạn nhé, nó không đi kèm. Câu số 12, đây là chữ lãnh, chữ thu. Như vậy cái từ cố định của chúng ta sẽ là từ gì nhỉ? À, dioshusho đúng nhỉ? Đây, dioshusho, lãnh thu và chữ thư. Đấy, đúng ở đây sẽ phải là mấy? Đáp án số 2. Những cái đáp còn lại thì không đúng. Chữ chỉ, ví dụ chúng ta có trong từ Mondayoshi là cái tờ giấy in đề thi này. Chữ chạm, ví dụ Nengajo. Đúng không? Đấy, là thiệp chúc mừng năm mới nhé. Hay là từ Rejo là thư cảm ơn. Chữ này có ví dụ trong từ Teki Ken, đúng nhỉ? Vé tháng. Hay là Dioken là hộ chiếu. Câu số 13, câu này các bạn thấy chọn 2 với 3 phân vân rất là nhiều. Kare wa kaeteru hazu nano ni heya ga mak. À, anh ta ấy là gì? Anh ta chắc chắn là anh ta đã về rồi, vậy mà phòng anh ta lại làm sao? Đấy. Một là chữ gì đây? Chữ minh. Nói chung là 1 và 4 chắc chắn là sai đúng không? Bởi vì là chúng ta sẽ phải sử dụng gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải sử dụng cái hình thức đây, các bạn thấy có nồ nhĩ, nó sẽ diễn tả cái sự trái ngược. Mà thực ra là không có cái từ chữ chân này đi với chữ minh ấy, như sensei thấy từ trước giờ là chưa thấy cái chữ chân này đi với chữ minh nhá, chỉ có cái từ mashiro là trắng tinh thôi. Vậy còn 2 và 3 là đen xì và 3 là tối om. Khi mà người ta về nhá, mà người ta không bật đèn lên ấy. Đấy, người ta không bật đèn lên thì phải là gì đây? Thì cái phòng nhìn nó tối chứ không thể là nó đen xì được. Đen xì là cái sắc thái màu sắc nó làm sao nhỉ? Sắc thái màu sắc nó mọi người cứ tưởng tượng như là cái màu đen xì, đen tuyền, không có một cái tí sắc thái nào của màu khác ấy thì dùng cái từ này, nhưng mà dùng cái từ phòng đen xì thì nghe nó okashi đúng không nhỉ? Phải là makura, phòng tối om. Đấy. Như vậy là 2 là chưa đúng các bạn nhé. Tiếp theo này, phần từ từ vựng. Phòng đen ngòm. Đen ngòm, đen xì. 14, 15, 16. Câu số 14 nhé. Câu này một câu hơi khó bởi vì có hai cái từ số 3 và số 4. Yaritai koto wa betsu ni aru ga shingaku shinai to oya ga gì đó shinai. Cái mà tôi muốn làm ấy là cái khác cơ. Đấy, tôi có cái việc khác muốn làm. Thế nhưng nếu như mà tôi không học lên ấy thì bố mẹ tôi sẽ, một là ninshiki là nhận thức, nhận biết, không phải kakunin xác nhận. Bố mẹ tôi không xác nhận không phải, chỉ còn số 3 là shonin là thừa nhận. Đúng nhỉ? Chấp nhận, và số 4 là shochi. Đấy. Nào ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4, từ shochi này. Tại sao lại vậy? Bởi vì ấy, nó sẽ đi với dạng thức cố định là shinai. Nó hay dùng cái dạng shochi shinai. Với cái nghĩa shochi shinai thì nó mang nghĩa là
một cái đối tượng sẽ không không cho phép. Đấy, chữ thừa và chữ chi nhá, nó mang nghĩa là chấp nhận và cho phép một cái điều gì đó khi mà nó đi với dạng thể dạng thức Sinai như này. Tức là nếu mà tôi không học lên thì bố mẹ tôi sẽ không thể nào chấp nhận cái chuyện đó, không thể nào cho qua, bỏ qua cái chuyện đó. Còn cái từ shonin này ấy, là chữ thừa và chữ nhận. Chữ này nó mang nghĩa là chấp nhận một tình trạng gì đó thì đúng hơn. Thì ở trong cái nét nghĩa này, bởi vì là nó là cái câu naito và đằng sau là nai, và dịch nghĩa ra thì sensei nghĩ sẽ phải là dạng số 4 là shochi. Có nghĩa là gì nhỉ? Bố mẹ tôi sẽ không cho phép nếu như tôi không học lên. Câu số 15 này. Chokusetsu ate owabi shinakereba ki ga. Nếu như không gặp trực tiếp để xin lỗi thì làm sao? Ở đây tất cả là đều để thể nai đúng không? Chúng ta có từng cái cụm này, ví dụ như chúng ta có ki ga. Sumu có nghĩa là thoải mái, nhẹ nhõm ấy. Thì dạng phủ định sẽ là kigasumanai, có nghĩa là khó chịu, đúng nhỉ? Không vừa lòng, không vừa ý. Có vẻ hợp lý rồi đấy với nghĩa của câu. Câu 2 là kikanai. Thì nếu như là cái chữ này, nếu là chữ đây này, thì có nghĩa là chu đáo, biết quan tâm. Nhưng mà không phải là cái chữ hiệu này các bạn nhé, phải là chữ lợi. Như vậy là câu 2 là chưa đúng. Kigatsukanai. Kigatsuku là nhận ra, không phải. Và kiga naranai không có, chỉ có kini naru là để ý, lo lắng, quan tâm cái gì đó, lo lắng tới cái gì đó, quá bận tâm tới cái việc gì đó. Đấy, phải đi với trợ từ nhi cơ, chứ không phải là trợ từ ga. Như vậy ở đây đáp án đúng về mặt hình thức và ngữ nghĩa phải là số 1. Nếu như không trực tiếp gặp và xin lỗi ấy, thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu, bứt rứt. Câu số 16. Watashi no kōsei o gì đó kureru kaisha ni shūshoku shitai to omoimasu. Tôi nghĩ là tôi muốn xin vào làm việc ở một cái công ty mà nó gì đó cái cá tính của tôi tôn kính, sonkei shite này, soncho tôn trọng, kakuho là đảm bảo, và đây là xác định, thì chắc chắn là sẽ phải là gây nhầm lẫn, sẽ là 1 và 2 đúng không? Nhưng mà đây không thể là tôn kính cái cá tính của tôi được, chỉ là gì nhỉ? Chỉ là tôn trọng thôi. Số 2 nhá. Tiếp theo, câu 17, 18 nào. Chúng ta có câu 17 này. Thực ra là bốn cái động từ này nó đều đi được với danh từ jikan, đúng nhỉ? Mang nghĩa là ví dụ sử dụng thời gian, tiêu tốn thời gian, đấy, và mất thời gian, dành thời gian. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta thấy là kisaten de thì cái này có nghĩa là giết thời gian, đúng không? Machi awase ni hayaku kosugita no de, bởi vì tôi đến quá sớm cái buổi gặp, do vậy là tôi đã giết thời gian, đúng không? Ở quán nước, đấy, như vậy đúng phải là 3. Jikan o tsubushita. Còn tất cả những từ này đều đi với jikan nhá, nhưng mà nghĩa nó sẽ không hợp lý. Câu số 18. Hito to kyoryoku shite nanika o suru. Nani nani ga ningen kanke o tsukuru. Cái gì đó hợp tác với người khác để làm một việc gì đó sẽ tạo ra mối quan hệ con người. Nào ở đây các bạn thấy có gì đây? Có cái từ hợp tác thì không thể là số 3 là kyoso được. Kyoso là cạnh tranh, đúng không? Cạnh tranh lại hợp tác thì sẽ bị trái. Đây là chữ giáo và dưỡng. Kyoyo có nghĩa là cái sự giáo dục này, không phải. Jitsuryoku là thực lực, năng lực thực tế, cũng không đúng. Ở đây phải là dạng số 2 nhá. Keiken có nghĩa là các bạn chắc là các bạn hay dịch là kinh nghiệm đúng không? Nhưng mà ngoài cái cách dịch là keiken, nó còn là trải nghiệm. Cái trải nghiệm mà hợp tác với người khác và làm một việc gì đó ấy, cái trải nghiệm này nó sẽ tạo ra những cái mối quan hệ giữa người với người. Tiếp theo câu 19 và câu 20. Câu 19 này. Mori wa oku no mizu o takuwaete iru tame shizen no gì đó to iwareru. Bởi vì khu rừng ấy nó tích trữ rất là nhiều nước, cho nên nó được gọi là cái gì đó của thiên nhiên. Thì ở phía trước chúng ta phải căn cứ vào đây đúng không? Nó đang tích trữ nước thì phải là cái đập, đúng nhỉ? Như vậy đúng sẽ là damu, đáp án số 4. Maketo là chợ này, puru là hồ bơi, và ba ấy là ditoru là lit, không phải. Câu 20. Ushiro no hito no jama ni naru kara aruki nasai. Bởi vì sẽ gì nhỉ? Bởi vì sẽ vướng, sẽ cản trở người đằng sau, cho nên là hãy đi bộ.
nhanh đi đúng không? Một là sasato là nhanh chóng này, mau lẹ. Seseto khá là dễ nhầm với từ này. Từ này có nghĩa là siêng năng chăm chỉ, giống như từ ishogeme ấy, hay là từ neshin. Noro noro là gì nhỉ? Chậm chậm, thong thả. Uroro là làng vảng. Đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1 nhá. Sasato. Tiếp theo, phần từ đồng nghĩa nhá. 21 22. Câu 21 bị nhầm đề đúng nhỉ? Thì arayuru bằng gì mọi người? Bằng zenbu no và bằng subete no, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tất cả. Đúng sẽ là 1 này. Izure no là gì đây nhỉ? Là mỗi đấy, từng cái nào đó. Oyoso là đai tai, đại khái. Iwayuru là cái gọi là. Nomna nói nomna là dùng để diễn đạt một cái cách nói khác của đối tượng. Câu 22. Tsugi wa recreation no jikan desu. Đấy, đây có nghĩa là giải trí đúng không? Như vậy đúng sẽ phải là số mấy? Một là gì nhỉ? Denshu là luyện tập. Thì từ này nếu căn chữ cứng nó phải là từ tode thì nhỉ? Tode ningu mới là đồng nghĩa với nó. Kyuke là giờ nghỉ thì có thể là từ gì đấy? Bureki này. Hoặc là từ gì nhỉ? Từ relax. Đấy. Đồng nghĩa với nó ở đây sẽ phải là từ số 3. Goraku là giải trí. Từ số 4. Suimin là ngủ. Đây sẽ là gì đấy? Sleep. Sleep. Đấy. Ngủ nhá. Cái này, cái từ này tiếng Anh nếu sẽ nhớ không nhầm là từ này này. Đây. Tiếp theo 23, 24 và 25. Câu 23 nhé. Nadaraka. Nadaraka là thoải đúng không? Thì đồng nghĩa với nó sẽ là mấy? Kyuna là gấp, dựng đứng này. Yuriyaka đúng không nhỉ? Từ này có kanji là chữ Yuruyaka đây. Đấy, là chữ hoãn, có nghĩa là thoải này, đúng sẽ là 2. Từ số 3 là từ bình Tairana, có nghĩa là bằng phẳng. Thoải nó không đồng nghĩa với bằng phẳng nhé. Nameraka là gì nhỉ? Trơn tru đúng không? Câu số 24, koraete. Cái câu này là nhiều bạn phân vân này. Động từ koraeru. Đấy, koraeru thường người ta không biết kanji. Có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng gì nhỉ? Chịu đựng cái cơn đau răng để làm việc. Kangenaide là gì đấy? Là không nghĩ đến. Không nghĩ đến với mushi này giống nhau. Đều là phớt lờ, bỏ qua thì không thể chọn được. Chịu đựng ở đây nó không đồng nghĩa với lại việc phớt lờ hay là không nghĩ đến. Tức là nếu mà các bạn cứ cố dịch ra thì nó cũng sẽ giống giống, nhưng mà đúng nghĩa của nó thì không đúng. Nó không phải là không nghĩ đến hay là phớt lờ nhá. Đấy. Chịu đựng tức là vẫn gì nhỉ? Tức là mình vẫn để ý đến nó nhưng mà mình cắn răng mình chấp nhận cái điều đấy, chứ không phải là mình không hề nghĩ đến nó hay là mình bỏ qua, mình lờ nó đi. Đấy, mình vẫn cố gắng, mình nín nhịn, mình chịu đựng. Hai kakai đựng là mình mang, không phải mình mang, mình ôm cái nỗi đau đấy, không không đúng, là cái hiện trạng là mình có ở đây, đúng phải là đáp án số 4. Sim đúng nhỉ? Simbo. Simbo ấy nó bằng với lại gaman là chịu đựng, nó bằng korai đựng. Câu số 25. Nematsu ni natte niwaka ni isogashiku natta. Vào dịp cuối năm thì cái từ này có nghĩa là giống chữ từ ikinari, kyu ni đúng không? Đột ngột, đột nhiên là bị bận, rất là bận. Đúng sẽ phải là 4 nhá, kyu ni. Daibu là đại khái, à xin lỗi, không phải đại khái mà là daibu là gì nhỉ? Là tương đối, kha khá, wariai cũng là tương đối, toto là cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta sang phần khó nhất của đề nhé. Nào đầu tiên, câu số 26 nào. Chúng ta có câu 26 nhé. Đây là chữ khảo và chữ lự đúng không? Đọc là gì nhỉ? Đọc là cô điều. Từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là xem xét. Đấy,
xem xét, cân nhắc, quan tâm đến, suy tính đến một cái khía cạnh nào đó. Thì ở đây chúng ta xem câu số 1 này. To sha dewa keiken ya nende o koryo shite kyuryo keisan shimasu. Có nghĩa là ở công ty chúng tôi thì chúng tôi sẽ cân nhắc, sẽ xem xét đến độ tuổi và kinh nghiệm để tính lương, chính xác đúng không? Số 1. Số 2. Suki na dake meshiagatte kudasai. Bạn hãy ăn tùy thích đi, đừng có, đây phải đừng có ngại. Endio. Mới đúng chứ không phải đáp án 2 đâu. Không phải đừng suy nghĩ nhá, các bạn dịch là đừng xem xét, đừng suy nghĩ thì tất nhiên nghĩa tiếng Việt thì đúng, nhưng mà đây phải là gì nhỉ? Phải là endio. Câu số 3 này. Kare wa kanojo no kimochi ni tai suru koryo ga fukakete iru. Hắn ta thì thiếu đi cái sự gì nhỉ? Cái sự quan tâm đúng không? Đối với lại cảm xúc của người phụ nữ. Đây là phải là từ hai điều. Đấy, cái sự quan tâm tới, chú ý tới. Câu số 4 này. Fukai hito ni bukai hito ni iroro na kanose wo oshiete morata. Tôi đã được một cái người có suy nghĩ đúng không nhỉ? Đi từ fukai này phải là suy nghĩ. Cái này chúng ta phải dùng từ đây. Đây chữ này nhá, tư lự sidio, hoặc là các bạn dùng từ chữ siko này được, tư khảo. Đấy, tùy. Chứ không phải dùng cái chữ này đâu, bởi vì nó không đi với từ fukai đằng sau. Tiếp theo, câu 27 nào. Câu số 27 này, đây là từ sabetsu. Nó có nghĩa là gì các bạn? Nó nghĩa là phân biệt, nhưng mà nó mang sắc thái là phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc ấy đúng không? Là cái sự đối xử tốt, xem trọng một bên và một bên sẽ không được như thế. Đấy. Câu 1. Hitori hitori ni sabetsu ga aru no wa atarimae no koto da. Cái việc ở mỗi người có cái sự khác biệt đúng không? Cái sự khác nhau là điều đương nhiên, thì đây phải là chữ chigai hoặc là chữ sa nhá, chứ không phải là sabetsu. Câu số 2. Gomi wa ruru o mamotte tadashiku sabetsu shite kudasai. Đây là gomi là rác, rác thì hãy gì nhỉ? Đây phải là gì đấy? Phải là chữ phân loại đúng không? Có thể dùng từ bun rui hoặc là từ bun betsu. Phân biệt từng loại rác đúng theo cái quy tắc, đúng theo luật về rác đấy, môi trường. Câu 3 này, chúng ta có cái từ gì nhỉ? Có cái từ đây. Jinshu là nhân chủng đúng không? Cái việc phân biệt theo từng chủng tộc ấy là cái vấn đề còn sót lại, còn lại ở bất kỳ một quốc gia nào hiện tại. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 3. Câu 4 này. Tori wa nakigoe de otagai o sabetsu shi atteru toyu. Nghe nói là các loài chim nó nhận ra nhau, nó phân biệt nhau bằng tiếng. Đây phải là từ kubetsu, đúng nhỉ? Từ này mới đúng này. Tiếp theo. Câu 28. Câu 28 nhá, hitomazu. Hitomazu là tạm thời, trước mắt, trước hết, đúng không? Tức là mọi thứ nó chưa hẳn là đã ổn hoàn toàn, nó chưa phải là kết thúc hoàn toàn, thế nhưng mà thôi, chưa nghĩ đến cái kết quả về sau, mà mình cứ làm một cái gì đấy mang tính chất trong tại thời điểm đấy đã. Như vậy, xem cái nào hợp lý này. Một này, mada kansei de arimasen ga hitomazu mite kudasai. Vẫn chưa có hoàn thành đâu, nhưng mà tạm thời là hãy xem cái này đi, có thể là khi soạn báo cáo ấy đúng không? À, cái sắc thái này đúng như cái mà vừa sensei vừa nói đúng không? Như vậy đúng sẽ là phải là 1 nhá. Câu 2 này. Shigoto kara kaettara hitomazu asa made nemasu. Nếu mà gì đấy, nếu mà đi làm về ấy, thì tôi sẽ ngủ đến sáng, tôi ngủ ngay đúng không nhỉ? Sugu ni. Câu 3. Sumimasen hitomazu matte ite kudasai. Xin lỗi, hãy chờ thêm. Hãy chờ thì thường là hãy chờ thêm một chút đúng không? Sukoshi hoặc là từ chotto. Câu 4. Ie ni irasharu mae ni hitomazu denwa o kudasai. Trước khi mà đến nhà người khác ấy, trước khi đến nhà thì hãy gọi điện. À, hãy gọi điện trước một lần đúng không? Ichido nhá. Hoặc là những cái dạng thể thức mang tính trước, chẳng hạn như là gì nhỉ? Jizeni này, nhưng mà mấy cái từ này nó hơi bị cứng. Maemote, Arakejime vân vân. Nên dùng từ Ichido thì sẽ hợp lý nhất.
Tiếp theo câu 29. Đây là từ biodo. Biodo là chữ gì nhỉ? Bình và đẳng đúng không? Nó mang nghĩa là một cách công bằng, bình đẳng, không có sự phân biệt. Konobiru to tonari no biru wa takasa ga. Cái tòa nhà này và tòa nhà bên cạnh có chiều cao giống nhau. Thì từ này chúng ta phải dùng từ onaji. Câu 2. Konokurasu no restu. Xin lỗi. Konokurasu no testo chứ, cái này bị đánh sai này. Testo. Điểm kiểm tra của lớp này ấy thì tất cả mọi người đều trên trên trung bình đúng không? Heikin. Câu số 4, à xin lỗi câu số 3. Kono basho wa yama ya oka ga aru no de biodo ni suru no wa taihen da. Cái vùng này ấy có đồi và núi cho nên là cái việc làm nó bình đẳng là khó khăn. Đây là làm phẳng đúng không? Tairana nhá. Taira ni suru no wa. Câu 4 là đúng rồi. Là gì nhỉ? Shien no shokuryo wa shimi ni biodo ni kubarareta. Cái lương thực hỗ trợ ấy đã được phân chia phân phát một cách bình đẳng cho người dân trong thành phố. Rồi tiếp theo câu 30, câu cuối cùng của chúng ta trong buổi hôm nay mọi người nhá. Hy vọng câu này các bạn sẽ đúng nhiều. Từ Uyama. Chữ Hán là chữ gì? Chữ Hán là chữ kính đúng không? Kính trọng, tôn kính. Đấy. Câu 1 này. Shakaijin toshite toshiue no hito uyamau no wa atarimae no koto desu. Thông thường cái từ uyamau nó mang nghĩa là kính trọng cái người ở bậc trên mình, trên về địa vị, tuổi tác. Thì ở đây các bạn thấy có cái từ toshiue no hito. Như vậy là hợp lý nhất sẽ là đáp án số 1 đúng không? Đấy, cái việc kính trọng người hơn, cái việc kính trọng người người lớn tuổi là điều đương nhiên. Đấy, thế tại sao câu 2 lại sai? Câu 2 nhá. Sono hito no denki o yonde imamade ijo ni sono hito uyamata. Sau khi đọc cái tiểu sử lý lịch của cái người đấy ấy, thì tôi đã kính trọng họ hơn từ trước đến giờ. Tại sao cái câu này lại không đúng các bạn? Câu 2 ấy, tại sao lại không dùng cái từ Uyama được? Và nếu không dùng được thì dùng từ gì thì hợp lý? Under, đúng rồi. Câu thứ hai là chúng ta dùng từ sonke. Bạn An đã sửa chính xác đấy. Từ sonke là mặc dù nhá, bình thường ấy chúng ta nghĩ là từ hai từ này, sonke này. Son thêm cho từ son chồ đi, tôn trọng đi và uyamau. Đấy. Thì cái từ tôn trọng này nó có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là mình tôn trọng cái sở thích, cái ý kiến của đối phương. Nó mang tính chất như kiểu là mình không phải mình coi thường hạ thấp nó. Đấy. Sonke và Uyamahu nó mang cái sắc thái nghĩa tương đối giống nhau. Nó mang tính chất kiểu như là gì nhỉ? Kiểu như là kính trọng. Nhưng mà cái từ Uyamahu này nó đặc biệt nó dùng cho cái đối tượng đấy phải là đối tượng mà có cái gì đó vượt bậc hơn mình. Ví dụ như là địa vị, tuổi tác, thân phận. Đấy. Thì đúng nhất sẽ phải là số 1 bởi vì có cái từ Toshiue này. Còn cái ở đây ấy, người ta không nói cái người này là người gì nhỉ? Người này có cái địa vị, có cái tuổi tác hơn mình theo cái kiểu Yoshiki như thế. Do vậy ở đây chúng ta phải dùng từ sonke nhé, từ tôn kính. Mặc dù chữ Hán, chữ tôn và chữ kính nhưng mà nó không mang nét nghĩa hoàn toàn là kiểu kính trọng đâu. Nó đơn thuần nó giống như là quý trọng này, rồi thì cảm phục, cảm mến người ta. Có thể dùng từ gì nhỉ? Có thể dùng từ akogare được cái từ đấy thì nó kiểu mang tính chất nó hơi 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 mức nó độ hơi cao một chút. Câu 3. Hito kara itadaita mono wa donna mono demo uyamau beki da. Những cái thứ mà nhận được từ người khác ấy thì sao nhỉ? Thì dù là thứ nào đi chăng nữa thì cũng nên taisetsu ni suru đúng không? Nên trân trọng hoặc là daiji ni suru.
Câu số 4. Kare wa uyamau koto bakari suru kara mina ni kirawareru. Hắn ta bởi vì toàn làm những cái việc gì đó nên bị người ta ghét. Những việc hì đôi, những việc tồi tệ này, những việc xấu. Ikagen, đúng không nhỉ? Đấy. Rồi thì gì nhỉ? Tekito, những cái việc vô trách nhiệm, vân vân. Thì đấy là cái phần chữa bài hôm nay của chúng ta nhé.